ăn rồi. Mình nó kẹ đó đó. Chào quý ông bà, cô chú và anh chị đã đến với kênh Ý Nhỏ TV nha. Thì bữa nay nhà Ý đang tát nước để chuẩn bị xạ vụ lúa mới á mấy bạn. Cha Ý có đặt mấy cái giớn ở đường cong á. Bây giờ Ý sẽ dở vô để làm cơm nha. Ơi, cá đây nè Tiên. Ơi, từ từ. Đây tiếp. Ê, tiếp có trời luôn kìa. Có tiếp không? Lấy hồi đi câu gì ra. Lấy hồi đi câu. U là trời. Ê, nó còn trong đây nữa. Tụi tao phải vũ chứ. Giờ chết không chuyên nghiệp rồi. Ê, trời. Đá cái xương đó. Ê, quá trời luôn rồi. Đá con rất là trời. Đây nha. Không có tiếp hả? Đắt lỡ nữa em đó. Lỡ xuống luôn đó. Tí qua đi bắt ốc như vậy nè. Quá trời luôn rồi. Em nổi chứ. Thôi, đi quanh kia bắt ốc. Qua đâu? Ui, cu là trời. Qua đâu gì? Mất tiêu rồi. Hả? Mất tiêu rồi chú ơi. Giờ kêu luôn nè mọi người. Kể tôi có sạch bự, nó không chứ trời. Cái sạch gần nữa. Không có tin được là cá tôi luôn. Ê, lỡ đây đảo rồi, lâu, 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 ngọn đảo rồi. Giờ thì Ý sẽ qua đây để bắt ốc mua đen. Ốc mua đen có kìa, ngoài kia kìa. Ê, nhiều lắm luôn. Đó, 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 ngoài kia kìa. Lúng, lúng đi ơi. Con này hả? Con này ăn được chưa? Con ăn được rồi. Mình nói kìa, đó, đó, mình nói. Bự không? Lâu không biết bơi chìm. Eo ơi to thế. Ê coi, đi cho bé nó chết đúng vậy. Ê da. Ủa, hồi nãy gì ta thấy nhóc nó kêu mà xuống đây không sợ. Ông bên kia con bự, nhiều con bự. Nó đẻ. Nghe gỗ mắt gì ba. Ngày mai mới có nhiều ốc quá đó. Ngày mai nước cạn á. Ngày mai cho chị hai mẹ. Kệ đó. Ủa, ê quăng ra ngoài đi, ốc bươi vậy ốc bươi đen không bay. Ốc bươi vậy ốc đen không hợp nhau. Thắng chuột anh em ơi. Kệ kệ con bữa đó kìa. Đó đó. Đây nè. Kệ bữa đó đó. Đúng chắc mẹ luôn nha. Kệ gì mà đứng lên nó chìm mấy gì rồi. Còn ốc đen nè. Con. Con là ốc con không mà. Thôi đi 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 dở tiếp. Có mấy con à? Bây giờ mấy thì cháu lần đi dây dở 12 cái ngục của mình rồi. Thành mất. Cái giớn này sao có? Ê, lấy cái nào
Ê, còn dính ở trên kia gì kìa, dữ ra ngoài nghe không nội. Cái xương, ai còn hai con. Thấy không? Mình xin phép được kết thúc video tại đây nha mấy bạn. Hẹn gặp lại mấy bạn trong video tiếp theo.